Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành các bài vẽ ở trong sách bài tập bài số 2 chủ đề 5 của sách hướng dẫn tin học lớp 4. Các bạn có thể mẹ ở ra xem. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình này trước bằng phần mềm logo. Thì mình sẽ khởi động cái phần mềm logo lên trước. Rồi, sẽ có nhiều cách vẽ khác nhau. Các bạn có thể vẽ giống như trong sách giáo khoa, hoặc có thể vẽ khác sách giáo khoa, các bạn muốn cách nào cũng được. Ví dụ như bây giờ mình muốn vẽ theo ý của mình đi, tới cái bước này. Bây giờ ở đây, đầu tiên mình sẽ chọn cái kích cỡ của cái đường vẽ. Mình sẽ chọn kích cỡ này, mình bấm OK. Và mình chọn cái màu vẽ thì mình cũng bấm Set Pen Color. Và mình chọn màu đỏ, bấm OK. Ở đây mình sẽ vẽ theo cách của mình. Mình sẽ cho con rùa nó quay qua phải 90 độ trước, thì mình sẽ bấm cái lệnh RT cách khoảng 90. Rồi, ví dụ mình sẽ cho nó đi hẳn 100 bước, mình bấm F giờ cách khoảng 100. Đó. Nếu như các bạn cảm thấy này ngắn quá, mình cho đi 200 bước luôn đi. Mình đi thêm 100 bước nữa, F giờ cách khoảng 100. Rồi, cho nó dễ nhìn. Sau đó mình sẽ quay trái 90 độ bằng lệnh là LT cách khoảng 90, bấm Enter. Mình sẽ đi 100 bước đi hẳn, thì các bạn sẽ bấm F giờ cách khoảng 100. Sau đó các bạn xoay trái 90 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh LT cách khoảng 90. Sau đó các bạn đi hẳn 100 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh F giờ cách khoảng 100, các bạn bấm Enter. Sau đó các bạn sẽ quay phải 90 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh RT cách khoảng 90. Sau đó các bạn sẽ đi hẳn tiếp 100 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh F giờ cách khoảng 100. Sau đó các bạn sẽ đi tiếp. Tới đây các bạn sẽ quay trái chứ không. Tới đây các bạn sẽ quay trái thì các bạn sẽ dùng lệnh LT quay 90 độ thì các bạn bấm 90, Enter. Rồi, tới cái bước này. Tới cái bước này thì các bạn sẽ đi hẳn 100 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 100. Các bạn bấm Enter. Và tới đây các bạn sẽ quay trái 90 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh LT 90, các bạn bấm Enter. Ở đây các bạn sẽ đi từ đây xuống đây là 200 bước. Nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái khoảng cách, nên các bạn có thể đi tới chừa ra ở 30 bước đi. Các bạn chừa ra 30 bước thì 200 bước trừ ra 30 bước thì còn 170 bước thôi. Đó, ví dụ như các bạn sẽ đi hẳn 170 bước thì các bạn bấm F giờ 170. Các bạn bấm Enter là nó sẽ đi tới đây. Đó. Bây giờ các bạn sẽ quay. Nếu như các bạn đang đi hướng này thì các bạn sẽ quay qua trái. Đó, các bạn sẽ quay qua trái. Nếu các bạn quay qua đó, nếu mà các bạn quay qua trái thì nó sẽ tính từ đây. Đây là đi hẳn qua trái thì các bạn sẽ cho nó quay qua trái 30 độ. Đó, 30 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh LT cách khoảng 30, rồi bấm Enter. Đó, nó sẽ quay qua trái 30 độ. Tiếp theo các bạn sẽ dùng lệnh đi hẳn 30 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh là F giờ cách khoảng 30. Đó, các bạn bấm Enter. Đó. Chỗ này nếu các bạn thấy nó hồi nãy mình cho nó là không được chính xác lắm. Vì lý do là các bạn chưa được học ở cái phần mà phục hồi là cái lệnh cũ, nên mình sẽ không nhắc đến ở trong đây. Thì bây giờ ví dụ như các bạn thấy nó chưa đi đụng tới thì các bạn có thể cho nó là 5 bước nữa đi, F giờ cách khoảng đi hẳn 5 bước nữa. Đó, tại vì cái đường xéo của cái hình tam giác lúc nào nó cũng dài hơn là cái đường đi hẳn, nên các bạn phải đi thêm 5 bước chỗ này.
Rồi. Tới đây thì các bạn sẽ quay qua phải bao nhiêu độ đây? Nếu như các bạn đang hướng đây, các bạn quay qua đây. Đó, các bạn sẽ quay qua 30 độ. 30 độ, thử xem nó sẽ quay như thế nào. Đó, các bạn sẽ quay qua trái, ví dụ như LT cách khoảng 30. À không, mình nhấn nhầm, qua phải chứ. Mình phải qua phải, RT 30. Đó. Rồi mình bấm thêm quay qua phải thêm 30 độ nữa. Là nó hẳn lại. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho nó quay qua tiếp 30 độ lại giống như ban đầu. Các bạn dùng LRT cách khoảng 30. Đó. Rồi. Các bạn sẽ cho nó đi một cái đoạn bằng cái đoạn trên là 35. Hồi nãy 30 với 5 là 35. Bây giờ mình sẽ cho nó đi hẳn là F giờ cách khoảng 35. Enter. Đó. Rồi hồi nãy, bây giờ mình sẽ cho nó quay cái đầu ngược lại. Thì các bạn thấy ở đây nó đang đi hướng hẳn. Hồi nãy ở đây, nếu mà theo cái chiều hẳn này là 30, thì theo cái chiều nếu mà quay ngang ở đây là 60, thì mình sẽ cho nó quay 60 trước. Các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Quay phải 60, các bạn RT cách khoảng 60 là nó sẽ quay ngang lại. Bây giờ mình sẽ cho nó quay qua phải thêm 90 độ nữa, thì mình bấm RT cách khoảng 90, bấm Enter. Rồi. Đó, ở chỗ này, ở chỗ này mình sẽ cho nó đi 30 bước nữa. Tại vì hồi nãy mình đi từ đây tới đây là 170, từ đây tới đây thì nó sẽ 30. Thì mình sẽ cho nó đi lệnh là F giờ cách khoảng 30, bấm Enter. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã vẽ xong cái hình thứ nhất. Nó sẽ khác biệt cái chỗ này một chút xíu là mình hồi nãy mình vẽ cái chỗ này nó hơi hẹp chút, thì các bạn có thể cho cái góc này nó quay 45 độ, ví dụ như vậy đó. Rồi các bạn cho nó di chuyển. Đó là cái cách vẽ thứ nhất. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu vẽ cái cách thứ hai. Cái hình thứ hai mình sẽ vẽ cái hình này. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ có nhiều cách, mình sẽ áp dụng theo cách của mình. Bây giờ mình sẽ xóa hết cái này đi, thì mình sẽ bấm cái lệnh là CS. Đó, mình bấm Enter. Rồi, mình vẫn chọn cái nét vẽ và cái màu như vậy luôn. Ví dụ như mình sẽ vẽ như thế này. Ở chỗ này mình sẽ cho nó quay qua trái 90 độ, thì mình sẽ dùng lệnh LT cách khoảng 90. Rồi mình cho nó đi hẳn 100 bước thì mình bấm F giờ cách khoảng 100. Đó. Sau đó mình sẽ quay cho nó 90 độ trước. Mình sẽ bấm RT phải 90. Đó. Sau đó mình sẽ cho nó quay qua phải 30 độ nữa. Mình sẽ bấm lệnh RT 30. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó đi hẳn 200 bước thì mình sẽ bấm lệnh F giờ cách khoảng 200. Đó. Mình sẽ cho nó quay qua phải 90 độ. Mình sẽ bấm lệnh RT cách khoảng 90. Đó. Rồi mình sẽ cho nó quay qua thêm 30 độ nữa thì mình sẽ bấm RT cách khoảng 30. Rồi mình sẽ cho nó đi hẳn 200 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh F giờ cách khoảng 200. Đó, rồi mình sẽ cho nó quay qua phải trước mắt là 90 độ nữa đi, RT cách khoảng 90 độ. Đó, giờ mình sẽ cho nó quay thêm 30 độ nữa, RT cách khoảng 30. Đó. Sau đó các bạn sẽ cho nó đi hẳn 100 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh F giờ cách khoảng 100. Rồi các bạn cho nó quay qua phải, quay qua trái 90 độ thì các bạn dùng lệnh LT 90. Đó. Rồi các bạn cho nó đi hẳn 100 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 100. Thì như vậy là các bạn đã vẽ xong cái hình thứ hai. Hình thứ hai này. Tiếp tục mình sẽ vẽ tiếp cái hình thứ ba này. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Mình sẽ bấm lệnh CS, bấm Enter. Rồi. Ở đây mình sẽ cho nó đi hẳn 100 bước thì mình sẽ dùng lệnh F giờ
cách khoảng 50 bước thôi, 50 bước. Đó, sau đó mình nhấc cái bút lên. Đó, mình nhấc cái bút lên thì mình sẽ bấm cái lệnh là PU, mình bấm Enter. Mình cho nó di chuyển thêm, để coi, mình nhắm hư coi, mình cho nó di chuyển, nhấc cái bút lên, mình cho nó di chuyển cỡ khoảng 30 bước nữa, thì mình bấm F giờ, cách khoảng 30. Đó. Mình hạ bút, bây giờ mình hạ bút xuống, mình bấm B giờ. Bây giờ mình cho nó đi hẳn 50 bước tiếp, thì các bạn bấm F giờ, cách khoảng 50. Đó. Bây giờ mình sẽ cho nó quay qua phải 90 độ, thì các bạn bấm lệnh RT, cách khoảng 90. Rồi các bạn sẽ bấm lệnh là cho nó đi hẳn 50 bước, thì mình sẽ bấm lệnh F giờ, cách khoảng 50. Các bạn sẽ nhấc bút lên, các bạn bấm lệnh BU, các bạn bấm Enter. Và cho nó tiến tới 30 bước thì các bạn cũng bấm lệnh F giờ, cách khoảng 30. Và hạ bút xuống thì các bạn bấm lệnh B giờ. Và bây giờ mình đi hẳn 50 bước nữa thì các bạn bấm lệnh F giờ, cách khoảng 50. Rồi bây giờ mình nhấc bút lên thì các bạn bấm lệnh là BU, các bạn bấm Enter. Và mình đi hẳn 30 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ, 30. Và các bạn hạ bút xuống thì các bạn bấm lệnh B giờ, các bạn bấm Enter. Và các bạn vẽ 50 bước nữa thì các bạn bấm lệnh F giờ, cách khoảng 50. Đó. Bây giờ mình sẽ xoay phải 90 độ thì các bạn bấm lệnh RT, cách khoảng 90. Các bạn bấm cho nó đi hẳn 50 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ, cách khoảng 50. Đó. Tiếp tục như vậy, các bạn sẽ nhấc bút lên bằng lệnh là BU, bấm Enter. Và các bạn cho nó đi hẳn 30 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ, cách khoảng 30. Sau đó các bạn hạ bút xuống bằng lệnh B giờ, các bạn bấm Enter. Và các bạn vẽ tiếp đi 50 bước thì mình dùng lệnh F giờ, cách khoảng 50. Tiếp tục như vậy, mình sẽ quẹo phải thì mình dùng lệnh RT, cách khoảng 90 độ. Sau đó mình cho nó đi hẳn 50 bước thì các bạn dùng lệnh F giờ, 50. Và mình dùng lệnh nhấc bút lên, mình bấm BU, bấm Enter. Mình đi hẳn 30 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ, cách khoảng 30. Và tiếp tục mình hạ bút xuống thì mình bấm lệnh B giờ, bấm Enter. Và các bạn đi tiếp 50 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ, cách khoảng 50. Đó. Và mình nhấc bút lên thì mình bấm lệnh BU. Và mình đi hẳn 30 bước, mình bấm F giờ, cách khoảng 30. Và mình hạ bút xuống thì mình bấm lệnh B giờ, bấm Enter. Và mình đi tiếp 50 bước còn lại thì mình bấm lệnh F giờ, cách khoảng 50. Như vậy xong là các bạn đã vẽ xong cái hình này bằng logo. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái hình này. Đó. Rồi, mình sẽ vẽ cái hình này. Thì bây giờ các bạn vẽ bằng cách nào cũng được. Đó. Ví dụ như mình sẽ bắt đầu vẽ từ cái chỗ này đi. Đó. Ví dụ như từ đây mình vẽ qua đây, rồi mình vẽ từ đây xuống đây, xuống đây, rồi mình đi hẳn xuống đây. Đó, mình xác định vậy như vậy trước ha. Mình quay qua phần mềm logo. Mình xóa cái hình này đi, mình bấm lệnh CS, bấm Enter. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ quay qua trái 90 độ. Ở đây mình bấm cho nó bự lên thử coi. Ở đây mình cho nhấc con rùa này lên đi, mình bấm cái lệnh, mình cho con rùa này đi xích lên chút xíu. Mình sẽ nhấc con rùa này lên bằng cách bấm nhấc rùa lên, bấm lệnh BU. Rồi cho nó di chuyển tới 100 bước đi. Mình sẽ bấm lệnh F giờ. Ở đây. F giờ 100. À khoan, mình bấm xóa lại đi, bấm CS. Rồi, ở đây mình bấm nhấc bút lên, mình bấm lệnh BU. Rồi mình cho nó di chuyển trước 100 bước, mình bấm F giờ 100. Di chuyển nó lên vậy đi, để mình vẽ từ trên dưới cho nó không có bị gì ấy. Rồi, ví dụ như trên đây. Bây giờ mình sẽ hạ bút xuống, mình bấm lệnh B giờ. Bây giờ mình sẽ quay qua trái 90 độ, thì mình bấm lệnh LT 90. Đó, mình sẽ vẽ
nhỏ nhỏ thôi cho nó vừa đủ 50 bước. Ở đây là các bạn thấy cái tam giác này, tam giác đều, thì mình ví dụ mình vẽ ở đây mình sẽ đi thẳng 50 bước đi, mình bấm F giờ các bạn 50 đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua phải 120 độ thì mình sẽ bấm lệnh RT cách khoảng 120, và mình sẽ đi hẳn 100 bước, các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 100. Rồi mình sẽ quay qua phải 120 độ đó, mình sẽ bấm lệnh RT cách khoảng 120 độ. Rồi mình sẽ đi hẳn 100 bước, mình bấm lệnh F giờ cách khoảng 100. Rồi các bạn cũng quay qua phải tiếp 120 độ thì bạn bấm RT cách khoảng 120. Và các bạn đi hẳn tiếp 50 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 50. Sau đó các bạn sẽ quay qua bao nhiêu độ thì để mình xem coi. Cái chỗ này. Ví dụ như ở đây các bạn đang mình sẽ tính cái góc này, ở đây ví dụ như cái góc này là 60. Đó, thì hai bên của 60 là còn mỗi bên 60. Ở đây mình sẽ cho nó quay qua 60. Đó, mình sẽ quay qua qua bên trái 60 độ thì mình sẽ dùng lệnh LT cách khoảng 60. Đó. Mình sẽ cho nó đi hẳn 100 bước thì bạn dùng lệnh F giờ 100. Sau đó các bạn sẽ quay qua trái 120 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh LT 120, các bạn bấm Enter. Các bạn đi hẳn 100 bước thì bạn dùng lệnh F giờ 100. Rồi các bạn sẽ quay qua trái 100 để mình tính coi 120 độ thì các bạn dùng lệnh là LT 120. Rồi các bạn đi hẳn 100 bước thì các bạn dùng lệnh là F giờ 100. Rồi hiện bây giờ các bạn sẽ quay qua trái 90 độ, quay qua trái 60 độ trước cái đặt. Các bạn sẽ dùng lệnh, để cho các bạn dễ hiểu, các bạn sẽ quay qua trái LT 60 độ để cho nó thẳng hàng lại. Sau đó mình sẽ quay ngược lại 90 độ qua hướng bên tay trái thì các bạn dùng lệnh tiếp LT cách khoảng 90 độ. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi thẳng xuống, có thể là các bạn cho nó 150 bước luôn đi, mình sẽ dùng lệnh F giờ cách khoảng 150. Thì như vậy là các bạn đã vẽ được cái hình giống như trong sách, đó là cái hình này. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái hình hình nào đây? Đó. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình cuối cùng là cái hình này. Rồi. Trong trường hợp này, hai cái chỗ này là từng cái đoạn này giả sử cho nó bằng nhau đi. Đó. Rồi. Thì các bạn sẽ có nhiều cách vẽ, bạn muốn vẽ sao cũng được. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ vẽ như vậy. Mình sẽ bấm xóa cái sân chơi đi, mình bấm lệnh CS. Rồi, mình đang ở đây. Ở đây thì bây giờ mình sẽ ở trên mình cho nó đi hẳn. Ví dụ như 220 bước đi, mình trừ hao ra một cái đoạn ngắn ngắn rất là hay 200 bước thì các bạn có thể bấm lệnh là F giờ 220. Đó, mình trừ ra 20 ngay cái chỗ giao nhau. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay ngược đầu là trở lại. Đó, bây giờ mình sẽ quay đầu trở lại thì các bạn sẽ dùng cái lệnh là quay lại 180 độ luôn. Thì các bạn sẽ dùng lệnh là RT 180. Đó, cho nó quay đầu lại và nó quay đầu lại tới cái chỗ 200 bước thì các bạn nhấc, bây giờ các bạn sẽ nhấc bút lên. Đó, các bạn sẽ nhấc bút lên
không cho nó vẽ. Nếu có vẽ thì nó cũng trùng nhau thôi chứ không có gì hết. Ví dụ mình cho nó nhấc nút bút lên, mình bấm BO, mình bấm Enter và cho nó di chuyển thẳng tới 200 bước, ép giờ cách khoảng 200. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cho nó quay qua phải 90 độ thì các bạn dùng lệnh RT cách khoảng 90 độ. Bây giờ các bạn cho nó hạ cái bút xuống thì các bạn bấm lệnh B giờ. Và các bạn cho nó đi thẳng 20 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 20. Đó, ý của mình là vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó quay ngược lại 180 độ. Nếu như mình quay phải quay trái gì cũng được, RT 180 độ. Đó, mình cho nó quay qua phải 180 độ để cho nó quay ngược đầu lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó đi như thế nào đây? Cách nào cũng được. Ví dụ như trong trường hợp này, mình cho nó đi một qua một cái đoạn đây, 20 cộng với 50 là 70 đi, cho nó đi hẳn 70 bước, mình bấm lệnh F giờ cách khoảng 70. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó quẹo trái 90 độ thì các bạn bấm lệnh LT cách khoảng 90. Rồi, các bạn sẽ cho nó đi hẳn 100 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 100. Rồi mình quẹo phải, mình 90 độ thì mình sẽ quay bấm lệnh RT cách khoảng 90. Và đi hẳn 50 bước thì bấm lệnh bấm F giờ cách khoảng 50. Đó, bây giờ mình sẽ quay phải 90 độ tiếp thì các bạn bấm lệnh RT cách khoảng 90. Đi hẳn 100 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ 100. Và quay qua trái 90 độ thì các bạn dùng lệnh LT cách khoảng 90. Và các bạn đi hẳn 50 bước thì các bạn bấm lệnh F giờ cách khoảng 50. Và tới đây mình sẽ quay trái 90 độ thì các bạn chọn lệnh là LT cách khoảng 90. Mình đi hẳn 50 bước thì các bạn chọn lệnh là F giờ cách khoảng 50. Quay phải 90 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh RT 90. Đi hẳn 50 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh là F giờ cách khoảng 50. Quay phải 90 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh RT cách khoảng 90. Và đi hẳn 50 bước thì các bạn sẽ dùng lệnh F giờ cách khoảng 50. Quay qua trái 90 độ thì các bạn sẽ dùng lệnh là LT cách khoảng 90. Và đi hẳn 50 bước thì các bạn dùng lệnh là F giờ 50. Rồi, bây giờ mình sẽ quay ngược đầu con rùa này lại. Mình sẽ dùng lệnh quay phải 180 độ, RT cách khoảng 180 độ, Enter. Rồi mình sẽ cho nó đi hẳn, các bạn sẽ tính nè, 50, 100, 150, 200. Tới đây thôi là cũng được rồi. Tới đây thôi là cũng đủ rồi. Mình sẽ dùng lệnh đi hẳn 100 bước, F giờ 200 chứ, 50, 100, 150, 200, F giờ 200. Rồi mình có thể quay vào lệnh hôm để cho nó trở về cái ban đầu. Ê, hồi nãy này mình bấm sai. Các bạn nhớ là tới đây phải hạ nhấc con rùa lên nha. Ở đây mình làm sai một bước. Có nghĩa là khi mà mình các bạn không bấm về hôm mà các bạn không nhấc con rùa lên là nó sẽ hiện ra cái đường đi của con rùa từ đây tới đây luôn. Đó. Thì đây cũng là một cái chỗ lưu ý của các bạn. Ở đây các bạn nhớ đừng có bấm hôm giống như mình mà phải dùng lệnh BU nhấc con rùa lên rồi hãy nhấn nút hôm. Để tránh cái trường hợp này xảy ra đó, các bạn cũng lưu ý ở chỗ này. Thì đây là những cái bài thực hành của bài số 2 ở trong sách hướng dẫn sách tinh học lớp 4, sách bài tập. Các bạn có thể thực hành để ôn lại những cái lệnh ở trong phần mềm logo. Nếu chỗ nào các bạn không hiểu hoặc các bạn chưa rõ thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.